Chào các bạn nha. Ăn xài không? Chua nhắm mắt. Xoài nó không nhận mặt con nữa. Nó không nể mày. Em xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Thì hổm gài anh Phi ở bên Mỹ anh về mà chưa đi gặp ảnh được. Bữa nay rảnh cái chạy lên nhà ảnh chơi bữa để mời mốt về ảnh đi rồi. Trời đang mưa lắc gắt. Mới nãy lộ nhỏ mới chạy ra đây. Có quải theo một bao đồ. Rồi giờ em chuẩn bị em đi cô chú anh chị. Lát nào tới em quay cho cô chú anh chị xem. Qua cái hẻm rồi vô nhà ảnh mà không biết nhà. Rồi đi mò đi kiếm. Kiếm dần dần nữa đâu cũng gần tới à. Mưa xuống sáng dông quá trời. Tới nhà ảnh rồi nha cô chú anh chị. Nãy nghe ảnh kêu thì chạy vô đây gửi xe. Em không cái một đồ. Cái bột đồ em gửi gì? Trời, em lên gửi gia đình gì vậy? Gửi gia đình ăn lấy thảo. Trời đất ơi. Bữa nay mới có gì dịp gặp hổng gài tính đi ừ, rồi mà mình, em mình làm xuống, mình xuống với nó không được nó lên nó đang mang một bịch gì không biết gì nè em ngắm nè về mình mở ra mình khoe bà con luôn. Mở ra nó có nhảy không? Okay. Rồi chơi em. Vâng. Đây là vợ của anh. Chị vợ, dạ, chị vợ bác. Đó anh em cột chèo. Dạ. Còn anh là người dân. Dạ dạ. Mày mở ra có nhảy không? Dạ không. Đó nó vậy. Hả? Dạ cua chứ con. Bạn chung thu của anh. Dạ. Chị Gắm ơi, làm em cái gì được chị Gắm ơi. Trời, nướng gì vậy? Đang nướng thịt nè. Nướng thịt hả? Ừ, đang bảo bụng đâu có làm gì đây đâu. Cái đó là cái gì vậy? Ôi ơi. Chị nhảy nó cắn à. Cái gì vậy? Ủa. Cua bò đây phải không? Sáng dông quá trời luôn. Trời ơi. Trời ơi trời. Cua trong cái điểm dạ, em à? Em ở dưới mà Đông Hải. Nhưng mà em ở ngoài Nhân Văn đi vô chừng 10 cây à. Nhân Văn lấn chân được. Dạ. Cua này trong á. Dạ. Dạ. Ôi trời ơi. Văn Tất Văn. Mà em trên này trên Nhân Văn đi vô. Xuống không? Hai thằng ngàn. Xuống. Lấn chân được. Không nói xuống rồi anh chị chạy xuống chơi. Để tới. Liên lạc không có được. Hỏi rồi em đi làm. Ở gần đây nè. Dạ. Anh gọi về là để một tuần lễ nè, anh gọi nó như tới giờ 3 tuần sau mới liên lạc được. Dạ. Em đi làm về thấy điện thoại mấy cuộc mà em đâu biết ai đâu. Rồi em không gọi lại luôn rồi lên. Nó trong địa của mình đúng không? Dạ em nuôi chuông vuông á. Vuông. Đợt đó em thả anh của em quay đó anh quay. Hỏi đó. Hồi xưa nó thả tôm giống mà mày hỏi tôm thì chừng nào ăn được. Dạ. Đó giờ mình dạ. Về có ăn rồi nè. Mình muốn xuống dưới nhà nó mình liên lạc thật khổ luôn. Chết rồi. Còn cái cua này là của cua này ở địa dạ. Ngồi ăn luôn hả? Dạ. Thế ngồi ăn chơi với mấy dạ cũng nuôi chung cua này của vuông mình luôn hả? Dạ trời đất ơi nhiều dữ vậy rồi sáng cha gửi cho con mớ đi, cha đưa, 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 đưa. Ơi.
Cái con gì vậy? Dạ. Cua hả? Cua với tôm. Dạ, qua. Bạn mua đi về bán được sao? Đâu không? Nghe em nó ở dưới đây nè. Dạ. Nó quen con trên mạng đó. Xong rồi mưa quá con dĩ bữa nay xuống rồi xuống được nó chạy lên nè. Dạ. Trời ơi. Dạ. Với lại hổng ngày anh sửa mấy cây cầu đó rồi đi đường vòng cực quá, đi đường vòng hơi xa, nghe anh xuống đi đường lộ đó chắc cũng cực à, lộ bể chứ này. Để coi coi tắt còn làm hết tắt làm sao? 24 ngàn. 24. Lấy 25 đi. Ổng uống rồi mới uống. Đang nướng tôm của chú anh chị. Đỏ thơm dữ rồi. Cái giò cũng như là cá lâu năm. Mấy anh em đang uống nước. Nếu mà cá đó là em nói vậy là cá nó là từ không có dưới 5 năm, từ 5 năm trở lên rồi đó. Cái mình ăn cái thịt ăn được. Khi mà cắn vô cái dàn dài cái mình nhận người. Quá trời mồi của chú anh chị. Bữa nay lên giao lưu với anh Phi mà mồi quá trời. Xỉn nữa quá. Chào các bạn nha. Ăn xài không? Chua nhắm mắt. Xoài nó không nhận mặt con nữa. Nó không nể mặt ai nữa. Xoài của chú. Móng ruốc. Xoài có móng ruốc. Ăn xong nút xong rồi cái nút răng nó còn khẽ. Cơm nướng, cua luộc, thịt nướng. Quá tướng. Để chạy chứ. Mời cô chú anh chị ăn với gia đình anh Phi nha. Còn bây giờ anh không ăn. Nè. Để dĩ nếp ướp rồi. Dĩ dữ. Ngon dĩ. Nếp ướp á. Dĩ dữ hả? Thịt ăn được. Vừa ăn á ngon lắm. Ướp rồi em có bỏ miếng đường nó ngọt. Dạ. Bên này ướp ăn dĩa ăn dĩa ướp. Cô này cái sườn. Trời. Cái sườn không ăn được. Con sẽ hay đi. Hay đó cô quay video cho con. He is a YouTuber. How much subscribers you have? About the same size as mine. 1,000. About 1,900. Đúng rồi, thật không ạ? Có được heo được rồi, đậu quay dưa rồi. Dưa rồi. Nó ăn cái ghế nó ra. Con lấy cái ghế. Đây nè. Ăn xong chút rồi mua dịch dịch miếng dạng tiếp. Dạ. Ngon cho Bảo. Buổi sáng em, chẳng anh quay dùm cho không? Quay dùm cho. Kinh là trong đây cho. Quá trời mồi luôn. Cô chú anh chị ơi. Nghĩa đó. Rồi không thấy nó còn hư nữa. Chỉ là còn ít nữa đó. Ừ, còn ít. Nhà nè ngồi thùng gương ở nhậu nhà chị ơi. Dạ. Toàn là phá mồi thôi mà. Gần 200 hộp vịt lộn mà không gà về. Đây, action. Nè em chú kênh em nói đi anh quay thôi. Bữa nay được gặp anh Phi giao lưu quá trời ăn mồi luôn cô chú anh chị ơi. Mời cô chú anh chị miếng thịt nướng nha. Ngon quá. Sao lên heo mày có không? Cái gì? Có đường đây nè. Cái giỏ nó dính luôn. Rồi lấy từ giá về anh rồi em khỏe ha. Rồi ok từ giá anh đi về cô chú anh chị ơi rồi đi dạ cái gì mấy bố anh em gặp lại yeah.